Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục, Ngọc Vi kính mời quý vị theo dõi chương trình thứ 7 của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam thực hiện tại vùng Bắc Virginia. Mỹ Yến xin kính chào quý khán thính giả. Trong thông điệp liên bang mới đọc trước Quốc hội, Tổng thống Donald Trump cho thấy ông đã chọn một đề tài tranh cử cho năm 2020, chống phá thai. Ông dành một thời gian khá dài nói đến vấn đề này, với nhiều chi tiết và lời lẽ xúc động. Trong thông điệp này, Tổng thống Trump nhắc đến một đạo luật mới được Thống đốc New York, ông Andrew Cuomo, ký hôm 26 tháng Giêng 2019. Thưa quý vị, phán quyết Roe v. Wade năm 1973 cho phép phá thai trong vòng 24 tuần, nếu trễ hơn thì cấm, trừ khi tính mạng của người mẹ bị đe dọa. Đạo luật mới ở New York nới rộng tầm áp dụng bằng cách thay đổi một vài chữ viết. Trừ khi tính mạng và sức khỏe của người mẹ bị đe dọa, những chữ và sức khỏe có thể mở cửa cho nhiều vụ phá thai trễ ngày hơn 24 tuần. Ông Trump suy ra rằng đạo luật đó có thể cho phép dân New York phá thai trễ hơn, tới trước khi đứa bé ra đời. Ông Trump cũng lên án một dự luật tương tự đang thảo luận ở nghị viện tiểu bang Virginia. Ông tố cáo ông thống đốc Ralph Northam sẽ xử tử hình một đứa bé ngay sau khi ra đời. Người thuyết trình dự luật này ở Virginia, dân biểu Kathy Trần, đang lãnh búa rìu dư luận trong cộng đồng người Việt ở Mỹ. Bà Kathy Trần, một dân biểu dân chủ của tiểu bang Virginia, 41 tuổi, có chồng Mỹ và 4 con, tị nạn thế hệ 2, mới vừa đắc cử cách đây hơn 3 tháng, đề nghị đổi luật phá thai của tiểu bang, cho phép phá thai vô giới hạn, cho tới trước ngày sanh, tức là khi nào bào thai chưa ra đời thì vẫn có thể phá thai được nếu sức khỏe bà mẹ bị đe dọa. Tuy nhiên, sau tranh cãi, dự luật bà này đưa ra đã bị một tiểu bang của Hạ viện Virginia bác bỏ, sẽ không đưa ra biểu quyết trước cả Hạ viện. Đảng Cộng hòa nắm đa số tại Hạ viện Virginia. Kính thưa quý khán thính giả, hôm nay chúng tôi có mời Mục sư Trần Nhật Thăng, lãnh đạo Trung tâm Truyền giáo Việt Nam, giúp chúng ta tìm hiểu lập trường của một cơ đốc nhân về vấn đề phá thai này. Kính chào Mục sư Trần Nhật Thăng. Câu hỏi đầu tiên của tôi là xin mục sư cho biết Kinh Thánh có nói gì về sự phá thai? Kính chào cô Mỹ Yến, kính thưa quý khán thính giả. Kinh Thánh không đề cập một cách trực tiếp đến vấn đề phá thai. Tuy vậy, có rất nhiều sự dạy dỗ trong Kinh Thánh nói rất rõ về cái nhìn của Đức Chúa Trời đối với sự phá thai. Trong Jeremy đoạn 1 câu 5 cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời biết chúng ta trước khi Ngài nắn chúng ta trong lòng mẹ. Thi Thiên 139 từ câu 13 đến câu 16 nói về vai trò tích cực của Đức Chúa Trời trong việc tạo dựng và thành hình chúng ta trong lòng mẹ. Xuất Ai Cập Tư Ký đoạn 21 từ câu 22 đến câu 25 cho biết án phạt dành cho người gây nên cái chết cho hài nhi cũng giống như án phạt dành cho kẻ giết người, đó là tử hình. Điều này cho thấy rõ rằng Đức Chúa Trời xem hài nhi trong bụng mẹ là một con người như một người lớn đã phát triển đầy đủ. Đối với cơ đốc nhân, việc phá thai không phải là vấn đề của một người nữ được phép lựa chọn hay không, nhưng đó là vấn đề sự sống và sự chết của một sinh mạng được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26 và 27 cũng như đoạn 9 câu 6. Lập luận đầu tiên chống lại lập trường cơ đốc nhân về sự phá thai là đối với những trường hợp hiếp dâm hay loạn luân thì sao? Thật kinh khủng khi một người mang thai vì bị hiếp dâm hay loạn luân. Vậy trong trường hợp này, việc phá thai có được phép hay không? Hai điều sai cộng lại không làm nên một điều đúng. Đứa trẻ hoàn toàn vô tội và không nên bị trừng phạt vì những tội ác của cha nó. Lập luận thứ hai cũng nổi lên chống lại lập trường của cơ đốc nhân về việc phá thai là vậy đối với trường hợp sự sống của một người mẹ gặp nguy hiểm thì sao? Thành thật mà nói, đây là câu trả lời khó nhất về vấn đề phá thai. Trước nhất, lý do này để phá thai
chỉ chiếm hơn 1/1000 các ca phá thai xảy ra trên thế giới. Ngày nay, phụ nữ phá thai vì sự lợi ích của bản thân đông hơn nhiều những phụ nữ phá thai để cứu mạng sống của họ. Hơn nữa, chúng ta hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời là Chúa của các phép lạ. Ngài có thể cứu mạng sống của người mẹ và đứa trẻ, dầu cho phương cách của y học không hề làm được. Dù vậy, trên hết, câu hỏi này chỉ có thể được quyết định giữa người chồng, người vợ và Đức Chúa Trời. Bất cứ cặp vợ chồng nào đối diện với tình huống cực kỳ khó khăn này cũng nên cầu xin Đức Chúa Trời ban cho sự khôn ngoan. Gia-cơ đoạn 1 câu 5 để quyết định theo cách Ngài sẽ muốn họ làm gì. Trên 95% các ca phá thai được thực hiện ngày nay bao gồm những người nữ chỉ đơn giản là không muốn có con. Ít hơn 5% các trường hợp phá thai là vì lý do bị hãm hiếp, loạn luân hay sức khỏe của người mẹ gặp nguy hiểm. Thậm chí trong 5% các trường hợp khó khăn hơn này, sự phá thai không bao giờ nên là sự chọn lựa đầu tiên. Sự sống của một con người trong bụng mẹ là rất đáng giá để cho phép đứa trẻ được ra đời. Đối với những ai đã từng phá thai rồi, hãy nhớ rằng tội phá thai không phải là tội không thể tha thứ được hơn những tội khác. Qua đức tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ, tất cả tội lỗi đều có thể được tha thứ. Giăng đoạn 3 câu 16, Roma đoạn 8 câu 1, Colosse đoạn 1 câu 14. Một người nữ đã từng phá thai, một người nam đã từng khuyến khích việc phá thai, hay thậm chí một bác sĩ đã thực hiện một ca phá thai, tất cả đều có thể được tha thứ bởi đức tin nơi Chúa Giêsu Christ. Đến với Ngài xưng tội và đón nhận sự tha thứ bởi huyết của Ngài. Cảm ơn mục sư. Nếu mục sư có thể kết luận vấn đề phá thai này thì mục sư sẽ kết luận như thế nào? Cảm ơn cô. Con số công bố của ông Don Wyman trên đài truyền hình ám ảnh tôi. Mỗi ngày có 4.000 hài nhi bị giết và 300.000 hội thánh của Chúa im lặng. Các hệ thống truyền thông luôn luôn chế nhạo cơ đốc nhân, đức tin của chúng ta và những giá trị của chúng ta, và 300.000 hội thánh của Chúa cũng im lặng. Trên các đài truyền hình, truyền thanh, phim ảnh, internet, hình ảnh bạo lực, chết chóc, dâm ô, giết người, câu chuyện vô đạo đức được chiếu, trình bày và 300.000 hội thánh cũng im lặng. Các vụ tự tử của các em teenager gia tăng đến mức khủng khiếp. Giết người do các em tại các trường học gia tăng, hãm hiếp trẻ em gia đình tăng 700% và các hội thánh của Chúa vẫn im lặng. Các đoàn người hô hào phá thai, ủng hộ đồng tình luyến ái, nham nhãm ngoài phố và các hội thánh của Chúa nhìn như người bàng quan. Chúng ta có thực sự là những cơ đốc nhân khi chúng ta chọn một đại diện chủ trương chống lại ý muốn của Đức Chúa Trời không? Nên nhớ một điều, Chúa không bao giờ cho phép phá thai, vì phá thai là hành vi giết người. Chúa từng trừng phạt những thành phố hô hào đồng tình luyến ái và cơ đốc nhân không thể chọn người đại diện trái nghịch với ý muốn của Đức Chúa Trời. Kính chào quý khán thính giả, vì thời gian phát hành của chúng tôi có giới hạn nên xin phép được chấm dứt tại đây. Kính chúc quý vị và gia đình một tuần lễ mới bình an và đầy phước hạnh. Xin kính chào. Đời người rồi quá mau, thân con ta từng ngày. Lời Ngài là sức sống, con luôn tin kính mến. Lạy Chúa, thân con mong tìm thánh nhân, tháng ngày an bình, xin Ngài khấn ban. Kính thưa quý vị, VATV sáng nay đến đây là chấm dứt. Ngọc Vi kính mời quý vị đón xem VATV Chủ nhật ngày 3 tháng 3, 2019 vào lúc 11 giờ sáng giờ Hoa Thịnh Đốn. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến cho VATV xin email về vatvnews@gmail.com. Ngọc Vi kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một cuối tuần an vui và hạnh phúc bên người thân yêu và gia đình.